Có mấy đứa em Hải Phòng nó lên đây chơi, nó bảo là Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ. Nên là thôi để hôm nay tôi dẫn anh em đi một địa điểm ngon, bổ rẻ và có góc view triệu đô ở lòng Hà Nội. Let's go. Thực ra ở Hà Nội mà không biết chỗ đi ăn thì cũng đúng thật là đắt, nhưng để tôi giới thiệu cho anh em một chỗ ăn đảm bảo đủ 3 tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Đấy, trong quả view triệu đô nằm ngay tại Hàm Cá Mập nhìn ra Hồ Gươm, ngỡ cứ tưởng lên đây ăn là bị chém đẹp đúng không? Tôi nói thật nhá. Anh em đưa gấu lên tầng 4 tòa nhà Hàm Cá Mập, ăn nướng giấy bạc kiểu về hè, nhìn về nơi xa xăm xong buông đôi ba câu thả thính trong cái tiết trời xe lạnh này thì nó lại tương đương với việc ngồi mẹt, ăn kem rồi lượn một vòng Hồ Tây đấy. Tôi có quen anh chủ ở đây, ông ấy bán hàng cho vui, bán vì đam mê, không quan trọng lời lãi mấy nên giá rẻ thì tương đương với các hàng về hè bình dân, nhưng mà đừng tưởng rẻ là của ôi. Riêng thịt thà ba chỉ heo với cả bắp bò ta ở đây thì tươi không cần tưới luôn, cũng đầy đủ các thể loại thịt viên rồi xúc xích phô mai, mà sốt mè ở đây thì ngon cực, chua ngọt cân đối. Nói chung là tôi không chê được cái set nướng này ở đâu. Ngoài ra thì có bán cả lẩu riêu, lẩu ếch, cũng mang đậm hương vị Hà Nội, giá cũng ngọt như bờ môi nàng thiếu nữ nên anh em cứ yên tâm. Ăn nướng chia nhau ra cũng chỉ 170 một người, bẹt nhè luôn. Huy, bắt được đồng ý em. Đúng là ngon bổ rẻ thật. Ông nào đưa crush lên đây ăn xong tỏ được quả tình thì mời tôi cốc trà đá là được rồi nhá.